Khi trẻ cầm điện thoại quá gần mắt, ứng dụng có tên là Plano sẽ hiển thị một lời nhắc nhở trên màn hình. Cứ 5 giây một lần, lời nhắc nhở lại được hiển thị cho đến khi trẻ đưa điện thoại ra xa mắt. Khi tư thế của bạn không đúng thì lời nhắc nhở sẽ tiếp tục được hiển thị, gây phiền toái cho bạn, khiến bạn phải thực hiện theo lời nhắc nhở. Ngoài ra, ứng dụng cũng hạn chế thời gian trẻ được phép sử dụng điện thoại thông minh. Hàng tuần, ứng dụng sẽ gửi báo cáo đến phụ huynh. Dự kiến sẽ có khoảng 320.000 trẻ đang trong độ tuổi mẫu giáo và tiểu học được tiếp cận ứng dụng Plano. Đây là robot iPad, người bạn đồng hành của trẻ em Trung Quốc. Chú robot này có thể nói được hai thứ tiếng, kèm trẻ em học toán, kể chuyện cười và tương tác với các em thông qua màn hình máy tính bảng được gắn trước ngực của robot. Robot iPad có chiều cao tương đương với một trẻ nhỏ 5 tuổi, có khả năng di chuyển và nhảy múa và được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt. Đặc biệt, robot được kết nối với một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Nhờ vậy, phụ huynh cũng có thể trò chuyện và giám sát trẻ từ xa thông qua robot iPad. Chiếc máy bay điện hai chỗ ngồi này vừa có chuyến bay thử đầu tiên kéo dài vài phút quanh sân bay Oslo của Na Uy. Đích thân Bộ trưởng Giao thông Na Uy và Giám đốc hãng hàng không quốc gia Avinor đã tham gia lần bay thử này. Chiếc máy bay được kỳ vọng sẽ được thương mại hóa vào năm 2025. Chính phủ Na Uy cũng đặt mục tiêu đến năm 2040, toàn bộ máy bay thương mại của nước này sẽ chạy hoàn toàn bằng điện. Những thông tin vừa